bạn đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Trong cuộc sống, đôi khi những cơn bão ập đến khiến chúng ta chênh vênh lo sợ. Những lúc ấy, bạn sẽ nương náu nơi đâu? Nơi nhà cao cửa rộng, danh vọng cao sang hay tiền tài địa vị? Tất cả những điều đó không thể mang đến cho bạn sự an ninh thật. Chỉ duy nhất dưới bóng cánh toàn năng của Cha yêu thương, bạn mới được yên nghỉ trọn vẹn. Hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2022, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Karen Friday qua chủ đề Nương náu nơi bóng cánh Chúa. Khi tôi mở cửa, bỗng có một con chim bay lên. Thì ra, có một chiếc tổ chim nhỏ ẩn trong chiếc vòng nguyệt quế tôi treo trước cửa. Điều đó có nghĩa là, bất cứ khi nào mở cửa, tôi có thể vô tình làm vỡ những quả trứng chim. Vì vậy, tôi phải nhanh chóng hạ chiếc vòng nguyệt quế xuống, để con chim mẹ buộc phải đi làm tổ ở nơi khác. Vài ngày sau, trên nhánh cây dương trong sân nhà, tôi phát hiện ra một chiếc tổ mới. Tôi hình dung cảnh chim mẹ chăm sóc cho chim non, bảo vệ đàn con khỏi bão tố và những kẻ săn mồi dưới đôi cánh của mình. Là con cái Chúa, chúng ta cũng cần một nơi trú ẩn an toàn, bởi vì giông bão cuộc đời và kẻ săn mồi là Satan thường xuyên rình rập, khiến chúng ta gặp nguy hiểm. Vậy làm sao để chúng ta nghỉ ngơi trong Chúa, và thời điểm nào là tốt nhất để cất cánh bay lên? Hãy xem những lời Chúa Giê-xu phán dạy như sau. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, người giết các nhà tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi. Đã bao lần ta muốn tụ họp con cái ngươi như gà mẹ túc con mình lại, ấp ủ dưới cánh mà các ngươi không muốn. Ma-thi-ơ chương 23 câu 37. Đấng cứu chuộc muốn tụ họp chúng ta dưới bóng cánh Ngài, nếu chúng ta sẵn lòng. Khi ấy chúng ta sẽ nhận được vô vàn ân phước. Nương náu dưới bóng cánh Chúa có nghĩa là được Ngài bảo vệ, cho chúng ta an ninh giữa cơn giông bão và an toàn trước ý định xấu xa của kẻ thù. Thi Thiên thứ 91 mô tả nơi ẩn náu của chúng ta. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của con, cũng là Đức Chúa Trời của con tin cậy nơi Ngài. Thi Thiên thứ 91 câu 1 câu 2. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mộc của ngươi. Thi Thiên thứ 91 câu 4. Tôi khám phá ra một sự thật đáng ngạc nhiên. Loài chim bay được là nhờ lông vũ phủ kín trên cánh chim, và chim mẹ không thể bay trong khi đang che chở cho bầy chim non. Chúa cũng không bao giờ bỏ chúng ta, không bao giờ rời đi trong lúc chúng ta bị đe dọa. Chúng ta luôn an toàn dưới đôi cánh của Ngài. Vua David kinh nghiệm sự an ninh này. Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót con, xin thương xót con, vì linh hồn con nương náu nơi Chúa. Phải, con nương náu mình dưới bóng cánh của Ngài cho đến khi tai qua nạn khỏi. Thi Thiên thứ 57 câu 1. Vua David cầu nguyện khi đang ẩn nấp trong hang, chạy trốn khỏi Saul là kẻ muốn giết ông. Nhưng không phải là hang động, mà chính là bóng cánh của Đấng Toàn Năng mới là nơi ẩn náu của ông. Nương náu dưới bóng cánh Chúa là được yên nghỉ trong sự chăm sóc của Ngài. Chúng ta khó mà tránh khỏi những bộn bề âu lo dẫn đến kiệt sức, khiến tâm hồn chúng ta cạn kiệt niềm vui. Khi cơ thể và tấm lòng mệt mỏi, những lo lắng và suy nghĩ giá như đẩy chúng ta đến bờ vực thẳm. Vì Chúa đã giúp đỡ con, và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Thi Thiên thứ 63 câu 7. Tấm lòng chúng ta phải chủ động tìm kiếm nơi an nghỉ, giống như tiếng chim ríu rít trong nắng ban mai. Chúng ta tìm thấy niềm vui nơi Đức Chúa con. Kết quả cuối cùng khi được nghỉ ngơi dưới đôi cánh của Ngài là gì? Đó là niềm vui. Nương náu dưới bóng cánh Chúa là được phục hồi, tức là được làm cho tươi mới hoặc mạnh mẽ trở lại. Cha trên trời phục hồi chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Sau mỗi lần được đổi mới dưới bóng cánh Ngài, chúng ta có thể sẵn sàng cất cánh và bay lên cho đến thời điểm phục hồi tiếp theo. Nhưng ai trong đời Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng. Ê-sai chương 40 câu 31 phần A. Hãy vững tâm nương mình dưới bóng cánh Ngài,
để chúng ta được ẩn náu, nghỉ ngơi và đổi mới. Giờ đây, tôi đang nép mình nơi bóng cánh vững an ấy. Còn bạn thì sao? Mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa yêu dấu ơi, con cảm ơn Cha vì Ngài luôn bảo vệ, che chở con trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Xin Cha phục hồi và làm mới lại sức sống trong con, để con có thể tiếp tục mạnh mẽ cất cánh bay cao, không mệt nhọc trên linh trình hầu việc Cha. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, hãy ghi nhớ rằng bất cứ khi nào bạn chùn chân vấp ngã, luôn có một đôi cánh bình yên đang dang rộng chờ đợi bạn trở về nương náu. Không một cơn bão lớn nào có thể làm hại bạn, không một thế lực nào có thể khiến bạn lung lay. Nơi cánh bóng an ninh ấy, bạn sẽ được phục hồi, tràn đầy sức sống để sải cánh bay cao một lần nữa. Hãy chạy đến với Chúa ngay giờ này. Lòng luôn an ninh do nương trong cánh Christ Chúa tôi. Dầu đêm tăm tối, phong ba vang dậy cuồn sôi, lòng tin Giêsu luôn dương cánh bao quanh tôi hoài. Ơn Chúa đã cứu tôi hiện trở nên con Ngài, nương mình trong cánh cánh Christ êm ái, chẳng chỉ đoạn khó hỏi yêu thương Ngài. Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài, được thơ thái an bình lâu dài. Hồi gặp phiền ưu, tôi nương trong cánh đầy thái an. Lòng tôi khao khát ơn an ninh từ Ngài ban, đời tạm nay vô phương an ủi tâm linh ưu sầu, được phước thỏa mãn duy nhờ cánh Christ nhiệm màu. Nương mình trong cánh cánh Christ êm tôi nương náu trong cánh linh năng hoài, được thơ thái an bình lâu dài. Trong cánh Ngài thắng sông, kịp hồi rèn thứ trong nhân gian nơi tận trung. Còn đâu tai ương xa tan bó tay khôn khoe hùng, nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an vô cùng. Nương mình trong cánh em ai, chẳng chỉ đoạn khó hỏi yêu thương Ngài. Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài, được thơ thái an bình lâu dài. Nương mình trong cánh cánh Christ em tôi nương náu.
Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. Thật phước hạnh và thỏa lòng biết bao khi con cái Chúa bắt đầu một ngày mới bằng việc lắng nghe tiếng Chúa qua lời Kinh Thánh và nhận biết ý muốn Ngài qua sự dẫn dắt của Thánh Linh. Quanh Quay Radio vui mừng khi được là người bạn đồng hành cùng quý thính giả mỗi ngày trong giờ quý báu này. Cảm tạ Chúa về những phản hồi mà quý thính giả đã gửi về cho chúng tôi, những bình luận, những lời cầu nguyện hay những lượt chia sẻ của quý vị cho bạn bè, người thân là điều khích lệ rất lớn dành cho ban biên tập chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày. Để tiếp cận được cùng một lượng lớn hơn hữu, Hội Thánh đầu tiên phải miệt mài trong suốt nhiều thập kỷ, trong khi nhiều chương trình mục vụ thực hiện ngày nay chỉ cần một giờ phát sóng trực tiếp. Đây là bình luận của một con cái Chúa gửi về cho chương trình. Thật vậy, One Way tin rằng với thời đại công nghệ 4.0, mỗi chúng ta không chỉ được học lời Chúa mà còn có thể góp phần chia sẻ phúc âm của Chúa cho nhiều người thông qua phương tiện truyền thông. Quanh Quay Radio ao ước quý thính giả tiếp tục đồng hành cùng chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày, nhờ ơn lành và sức mới Chúa ban để lớn lên trong sự nhận biết Ngài và cùng rao ra tình yêu của Chúa cho mọi người xung quanh. Nếu quý vị được cảm động muốn chia sẻ và góp phần dâng hiến cho chương trình, xin vui lòng gửi email theo địa chỉ chia sẻ@quanquay.vn hoặc gọi trực tiếp đến hotline 0896 164 199. Đừng quên bấm theo dõi kênh và chia sẻ chương trình này cho bạn bè và người thân quý vị nhé. Nguyện Chúa ban cho quý vị một ngày phước hạnh. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.